Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. MX-105 nâng cấp hoàn chỉnh với loạt đồ chơi hàng tỷ. Các chiếc MX-105 là một cái chiếc Bilby sổ thiết kế là không thua kém gì một chiếc phân khối lớn, với những điểm nhấn đặc trưng như cái phục upside-down kết hợp cùng với bình xăng trên. Cái mẫu xe này không chỉ thu hút được những cái đánh mày râu mà còn nhiều cô nàng bánh bèo vẫn mê mẩn cái dòng xe này một cách là khó lý giải. Cái điểm nhấn đầu tiên của cái chiếc xe cưng chính là một cái bộ cụm tay thắng của Rainbow AZ15 được sản xuất dành cho những dòng lập phân có nhỏ dụng với piston trong có cái phần nhỏ hơn, và chiều dài cái phần tay thắng thì không có lộ ra bên ngoài như những mẫu là AZ19, kết hợp cùng chiếc bình dầu Emotex làm ổ chứa dầu phụ cho cái cụm này. Sử dụng cái cụm con là CNC kết hợp cùng với cái tay là CNC ICI đến từ Mỹ, dùng rất nhiều cho anh em chơi phân khối lớn ưa chuộng bởi nó làm giảm cái độ nặng khi bóp con lên tới là 8%. Cái bộ cụm còn được tích hợp thêm cái chân kính CNC rời đi cùng với chế độ bóp con đề máy giúp chiếc xe tiện lợi hơn trong quá trình vận hành. Bên cạnh bộ cụm on off Daytona của Nhật Bản dùng để tắt mở cái bộ đèn flash 3 bóng. Cái phần dây trước được ốp carbon bơ tạo một điểm nhấn cho xe phong cách là phun đen, kết hợp cùng theo dầu Rainbow logo đỏ hai bên xứng đi cùng với dầu Hell tạo một cho cái dàn chân trước cái sự ấn tượng đẹp cách. Không gì còn tuyệt vời hơn khi người chủ kết hợp cùng với đĩa Gaffer Sandman mình kết tán đỏ đi cùng với cái lòng đĩa CNC bắt vào cái mâm. Cái dàn chân cũng là một cố combo quen thuộc, bên đạp đi kèm với heo dầu Rainbow và đĩa Gaffer là những gì thay đổi nằm ở hệ thống cái giảm sốc sau. Phần dây con cũng được ốp carbon như cái dây trước. Hệ thống treo sau dụng là cục Holin được sản xuất dành riêng cho dòng MX sử dụng, đi cùng với bình dầu rời để tăng chỉnh cái sự tải nặng hoặc điều mình. Và ra cái cục này còn được các bạn chơi Sonic Winner mình trên chiếc xe của mình, nhưng chắc chắn một điều sẽ không đúng cái kỹ thuật và hiệu năng nên rất dễ bị xì dầu trong quá trình vận hành hoặc tải nặng, gây gãy ti do cái sức nặng của hai dòng xe khác nhau. Giá của chiếc MX-105 2009 hiện nay tầm là 50 triệu đồng, chưa bao gồm cái thuế ra biển số theo từng khu vực. Quay alpha độ song song ngoại công và cái nội công hoàn hảo. Tạp nam phong cách độ chuyển từ bấy lâu nay được áp dụng cho những cái dòng xe phổ thông như là quay alpha, rim hàng vân. Đúng như tên gọi, phong cách độ này tập trung nâng cấp cái dàn ngoài của chiếc xe cưng. Dàn đầu xe độ được trang bị một cái phần đầu cho mặt nạ của chiếc quay 110 cái rổ 3S Thái Lan sản phẩm bằng chất liệu inox 10 ly siêu cứng. Cái cụm tăng tốc Dono trên trình ra được cút ngắn tăng tốc tốt hơn. Cái cụm công tắc Hinwis đầy màu sắc và hút như cái nút cho nhiều anh em tha hồ chế cháo. Cái dàn chân sổ một cốt combo đĩa Gaffer 260 cộng với cái heo dầu Nissin SH3bit với cái đùm JS. Nhìn xuống cái dàn chân thấy được một cái bộ đùm của S110 kết hợp cùng với đèn nhôm ba sai vàng bạc rất là bậc. Phục này Thái đã không còn xa lạ với những fan quay cream trong hơn cái chục năm qua. Theo chia sẻ từ người chủ thì con chí mã được nâng cấp cái nội công thành 54cc, còn được trang bị những gì thì là một bí mật. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.